chương 921, quyết thắng chi cục. Thập Tam Thái Bảo ở trong bụng lớn nhất tên kia nói, dẫn đầu năm ngày vương những cái này A Dương Tùy Tùng cùng một chỗ bay lên trời, hướng phía linh giao chỗ năng lượng hạch tâm sông tới. Tất cả lui ra, nguy hiểm. Linh giao căn bản không có tác dụng, bọn hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem nàng cứ như vậy bị cái này năng lượng che đậy hoàn toàn thông vệ. Đây là bọn hắn đối từ dương làm ra hứa hẹn, không ai có thể vi phạm từ dương ý chí. ầm ầm, lấy trứng chọi đá một loại tình cảnh xuất hiện, đám người nhao nhao bị oanh mở lòng năng lượng đánh bay ra ngoài, duy chỉ có linh giao nha đầu này còn tại đau khổ chèo chống, nhưng cũng đã tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ha ha ha. Các người đám phế vật này, cũng dám khiêu chiến ngũ đại cấm khu uy nghiêm. Các người còn tại chèo chống, là bởi vì trong nội tâm còn có cái kia gọi A Dương một lá bài tẩy đúng không? Nói thật cho các ngươi biết, tên kia khiêu chiến cấm địa, chờ đợi lấy hắn sẽ là đại tế tự lực lượng mà đại tế ti vốn có truyền thừa lực lượng, chính là các người trong mắt thần chi một mạch đạo thống, chân chính bất hủ lực lượng, nhìn hắn còn có thế như thế nào cùng cấm khu lực lượng chống lại. Âm sát ma quân sở dĩ biết cái này trọng yếu bí mật, là bởi vì hắn tại phẩm giai bên trên, còn muốn áp đảo cực dương tổ vu phía trên, cùng cực dương tổ vu tịnh xưng hai đại tả hữu hộ pháp. Giống như này, đây hết thảy đều lại không có ý nghĩa, hắn kiêu ngạo nhất cấm khu một mạch truyền thừa, đã bị từ dương sức một mình bắt gọn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, mắt thấy Linh Giao nha đầu kia muốn bị thu vòng bảo hộ hoàn toàn thôn phệ, một cổ không gì sánh kịp kinh thế uy áp đột nhiên giáng lâm. Người tên chó chết này, liền ta A Dương người đều dám động, không biết tự lượng sức mình. Trong chốc lát, Vân Thiên cuối cùng một đạo màu đen du long quân lâm mà xuống, trên thân phát ra khủng bố màu đen khí tức, thiêu đốt đến cực hạn. Một khắc này, Linh Giao ánh mắt bên trong quẩn đầy nước mắt, nàng rốt cuộc đã đợi được chúa cứu thế đồng dạng từ Dương Phong Thái. Là lão đại. Ha ha ha, ta liền biết, chúng ta thánh hỏa thần tông lão đại, mới là trên đời này người mạnh nhất, ngũ đại cấm khu cái gì chó má tế tự lại như thế nào. Chỉ gả cho chúng ta lão đại sách dày. Quân liên minh các chiến sĩ triệt để sôi trào. Từ dương giáng lâm trong nháy mắt, màu đen du long tung hoành bát phương, bá khí vô địch, những nơi đi qua, vẻn vẹn vừa đối mặt liền đem thủ hộ che đậy hoàn toàn vỡ nát, sau đó một cái tay vững vàng đóng lấy linh giao thân thể. Ngươi quá nóng nảy, căn cơ chưa ổn cưỡng ép mở ra đạo thứ sáu luồng khí xoáy, đây là rất nguy hiểm. Linh giao nhìn xem từ dương gật đầu cười, có ngươi tại, ta cứ yên tâm. Từ dương đem nha đầu này an toàn thả lại đến năm ngày vương bên người, cùng tại thời khắc này, tứ đại tổ vu liên thủ khắc theo nét vẽ nguyền rũ phát trận, bộc phát ra một đạo vô cùng cường đại tiếng gầm một đạo ngưng tụ bốn loại nhan sắc to lớn cục sáng phóng lên tận trời trực tiếp quán thông cái này phương thiên địa dẫn phát không gì sánh kịp khủng bố sóng lớn ha 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 thành công phần thiên nguyền rủa rút cục hoàn thành đại biểu ngũ đại cấm khu vạn năm qua mạnh nhất nguyền rủa áo nghĩa thành quả rút cục lần thứ nhất tại ta chỉ đạo hạ hoàn thành đại tế ti các hạ ta hoàn thành kỳ vọng của ngài âm sát ma quân không chút kiên kỵ phá lên cười nhưng mà xem ở từ dương trong mắt Gia hỏa này vẹn vẹn chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. Ồ! Nhìn ra được, người đối cái này phát trận lực lượng ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Khi chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Từ dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhắm mắt theo đuôi hướng phía kia tứ đại tổ vu vị trí nên đón tiếp lấy. Lấy thực lực của hắn, chính diện cứng trắng cái này trùng thiên quan trận, đồng dạng có thể đem nghiền ép, nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho từ dương thực lực tại trong mắt mọi người lần nữa đổi mới một cái cấp độ, bất lợi cho hắn tại doanh châu đại lục đến tiếp sau phát triển. Một khi mình lực lượng quá sớm bị thần hóa, sẽ cho từ dương mang đến rất nhiều phiền phức. Phương pháp tốt nhất, chính là mượn nhờ đặc thù nào đó lực lượng làm môi giới, đem nguyền rũ hoàn toàn áp chế. Mà Khải Hoàng trở về từ dương trong tay, vừa vặn liền nhìn quanh dạng này một viên chìa khóa, đó chính là từ hoàng tử đại tế ti trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa dung hợp mà thành khối thứ hai vỡ vụn của ngọc tàn phiến. Đi lên từ dương trong tay lắc một cái, nguyền rũ lực lượng tại chạm đến cái này cổ ngọc trong nháy mắt, cấp tốc bị ngăn cản đoạn mất cấu kết thiên địa lực lượng chấn động, phản phất là nồng đậm tia sáng bị một mảnh lá cây ngăn cản toàn bộ. Đáng chết, mau ngăn cản hắn. Âm sát ma quân còn tại ra lệnh, nhưng mà lần này, từ dương nhưng không có tiếp tục nuông chiều hắn. Vừa mới, chính là ngươi đối ta người hạ thủ đi. Bằng vào đầu này, ngươi cũng đã là tội chết. Vừa mới nói xong, từ dương trong tay ngọc quốc thần kiếm đằng không mà lên, ngay trước tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới mở ra một đạo xinh đẹp độ công, nháy mắt xé nát thân thể của hắn. Vì hiển lộ rõ ràng mình quân liên minh uy thế cường đại, từ dương càng là dùng tinh thần lực thao túng ngọc quốc thần kiếm, đem gia hỏa này đầu lâu đâm hướng giữa không trung, hiện ra tại tất cả còn lại mấy đại tổ vu trước mặt. Không muốn lại tiếp tục giải dụa. Ngũ đại cấm khu tổng bộ đã bị ta triệt để hủy diệt, các người mạch này văn minh thành quả đều đã bị ta cướp đoạt kế thừa, từ nay về sau, đông vực lại không cấm khu, đều là quân liên minh cùng thánh hỏa liên minh cầm đầu mã vĩ thế lực cộng đồng địa bàn. Nghe được từ dương kiểu nói này, phía sau mấy chục vạn quân liên minh các chiến sĩ cùng loạn treo hò lên, đồng thời dùng mỗi người bọn họ phương thức chúc mừng. Trước mặt tứ đại tổ vu triệt để mắt trợn tròn. Từ dương thực lực bọn hắn là thanh trừ, bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến hắn thật một người diệt toàn cái ngũ đại cấm khu đây không có khả năng, ta đại tế ti có được sức mạnh bất hủ, làm sao có thể chết trong tay ngươi? Từ Dương cười lạnh, ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin giờ phút này chính áp chế các người nguyền rủa lực lượng của Ngọc. Nếu như ta không có hủy diệt ngũ đại cấm khu tế đàn tổng bộ, cái này cổ Ngọc từ đâu mà đến? Linh giao giống như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem Từ Dương cho nàng đảm bảo Tây Hoàng Quan tài triệu hoán đi ra. Từ Dương vung tay lên hổ răng kiếm đồ đằng từ trong quan tài đằng không mà lên trong miệng ngậm một cái khác khối cổ ngọc cùng nhau đi vào từ dương dưới thân đem cả người hắn nhờ hướng giữa không trung trời ạ à, lão đại hắn quả nhiên không có nói bừa cái này một khối cổ ngọc là hắn mới nhất thu hoạch chiến lợi phẩm trước đó hắn chia một khối một mực đang tây hoang trong di tích a nhìn như vậy lão đại hắn đã được đến hai khối cổ ngọc quá khó mà tin nổi trận doanh bên trong đem đây hết thảy để ở trong mắt vân vật hiên tâm tình mười phần phức tạp một phương diện càng thêm kiên kỵ từ dương thực lực một phương diện khác cũng vì mình gặp phải cảm thấy bất đắc dĩ nguyên bản hắn vẫn cho là mình cùng từ dương là một cái cấp bậc tồn tại hiện tại xem ra hắn điểm kia thực lực chỉ sợ cho từ dương sách dày cũng không xứng ai xem ra hắn đầu này đùi ta nhất định phải ôm chặt a à, tiểu tử này xuất hiện tất nhiên sẽ cho toàn bộ doanh châu đại lục mang đến một trận long trời lỡ đất biến đổi. Nếu như nói những người khác ta không tin có năng lực như thế, nhưng A Dương, nhất định có thể làm được. Hy vọng lần này ta đánh cược, hắn đừng để ta thất vọng. Chương 922, Khải Hoàng về thành. Từ Dương ném ra cái này viên thứ hai của Ngọc lực lượng, dường như so cái thứ nhất của Ngọc càng thêm cường đại. Bởi vì cái này của Ngọc bản thân bên trong, còn có được đại tế ti hoàng tử trong cơ thể bất hủ lực lượng. Tại cái này của Ngọc bánh nhuận tia sáng bao phủ phía dưới, cái kia vừa mới bị tứ đại tổ vu liên thủ đánh tạo nên ngũ đại cấm khu trước mắt mạnh nhất nguyền rủa một trong lực lượng phát trận tia sáng chính trong thời gian cực ngắn cấp tốc vẻ oải cuối cùng hoàn toàn biến mất bóng dáng cùng vân thiên phía trên kia kinh khủng tia sáng kết nối bộ vị triệt để tiêu tán từ dương giữa trời phất phất tay đem cái này viên thứ hai của ngọc một lần nữa triệu hồi đến lòng bàn tay của mình bên trong sau đó đằng không nhảy lên trong tay ngọc quốc thần kiếm xuất hiện lần nữa vô cùng cường đại kiếm đạo công pháp hiển lộ rõ ràng ra uy lực không gì so nổi, vẻn vẹn vừa đối mặt, trong hư không vô cùng vô tận kiếm mang đồng thời giáng lâm. Mang cho trước mắt bọn gia hỏa này, vô cùng cường đại tính sát thương áp chế hiệu quả. Ha ha ha, lấy tên đẹp là tứ đại tổ vu, kết quả là thậm chí ngay cả chúng ta A Dương lão đại một cây đầu ngón chân đều đánh không lại. Thật sự là đủ buồn cười đám người này. Từ dương phía sau, vẫn như cũ đứng nhiều như vậy đội cổ động viên thành viên mọi người ngươi một câu ta một câu, là thật là đem cái này ngủ đại cấm khu vạn năm qua văn minh, hạ thấp không đáng một đồng. Kỳ thật cũng không trách những cái này quân liên minh các cường giả trào phúng, cái này tứ đại tổ vu thực lực, căn bản cùng trước đó kia mấy lớn lưu thủ ngũ đại cấm khu tế đàn tổ vu không có cách nào đánh đồng. Bọn hắn càng cường đại chính là liên thủ phóng thích quyền rủa thủ đoạn, người năng lực thực chiến dường như so mấy cái kia lưu thủ tại đại bản doanh ở trong tổ vu kém không ít. Bốn người liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản từ dương ngọc quốc thần kiếm tùy ý xung phong tiết tấu. Trời à, ma quỷ, gia hỏa này quả thực chính là một cái chiến tranh ma quỷ. Thực lực như vậy căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, nhanh rút. Tứ đại tổ vu bên trong, cái kia cầm đầu gia hỏa, không chút do dự từ bỏ một trận chiến này. Hắn hiện trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là còn sống rời đi phiến chiến trường này nhưng mà cái này đã sớm tại hắn bước vào phiến chiến trường này bắt đầu từ thời khắc đó, liền trở thành hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện hy vọng xa vời. Ngay tại hắn xoay người phi tốc phi nước đại hướng biên giới chiến trường đồng thời, từ dương đã hóa thành một luồng ánh sáng, tại hổ răng kiếm tọa kỵ trên phạm vi lớn thân pháp tăng thêm hạ cấp tốc tới gần. Mà phía dưới mấy cái kia chạy tứ phía gia hỏa, như là một cái đáng thương sâu kiến, tại tử vong giáng lâm trước cái này còn tại liều mạng giải dụa, nhưng mà từ dương nhìn xuống hướng phía dưới cái này mấy đại tổ vu nhịn không được lộ ra mỉm cười kinh miệt từng có lúc các người nguyền rủa lực lượng tại ảnh hưởng đông vực ức vạn chúng sinh thời điểm có lẽ các người cũng từng có được cùng ta hiện tại đồng dạng dáng vẻ như vậy hiện tại ta liền đại biểu đông vực chúng sinh lấy đồng dạng nghiền ép dáng vẻ kết thúc trận này phân tranh từ dương vừa mới nói xong một chỉ giữa trời chỉ là trong tích tắc hư không chung quanh bốn phương tám hướng đến không hết kiếm mang huyễn hóa mà ra, phối hợp nữ thần mặt trăng lực lượng gia trì phía dưới, mỗi một đạo kiếm mang đều tản mát ra màu bạc trắng lạnh nhạt vần sáng. Phân biệt khóa chặt ở phía dưới tất cả đỉnh cấp vong linh bản thể phía trên. Trong đó, cường đại nhất bốn đạo kiếm mang, thì riêng phần mình để mắt tới phía dưới ngay tại điên cuồng chạy tứ đại tổ vu. Giết! Từ dương không nhiều nói nhảm, chỉ gọn gàng một chữ thốt ra. Trong hư không, vô cùng vô tận kiếm mang đồng thời đè xuống, căn bản không cho bọn gia hỏa này một tí chống lại cơ hội. Nghĩ lại ở giữa, tất cả bị cái này kiếm mang tỏa định sinh mạng thể tất cả đều đi hướng vẫn lạc. Là... Không. Tứ đại tổ vu cuối cùng phát ra một tiếng đau khổ gào thét âm thanh, từ dương cũng vô dụng quá cường đại lực lượng, trực tiếp đem bốn người bọn họ chém thành tan thành mây khói, mà là để bọn hắn thật sinh nhấm nháp bị kiếm đạo lực lượng xuyên thủng mỗi một tia huyết nhục đau khổ liên tiếp hơn 10 đạo kiếm mang, lần lượt chia cắt cái này tứ đại tổ vu tứ chi huyết nhục. Thẳng đến một khắc cuối cùng, mới cuối cùng xuyên thủng trong lòng bọn họ, triệt để kết thúc tính mạng của bọn hắn. Nương theo lấy tứ đại tổ vu cùng âm sát ma quân sớm vẫn lạc, một trận chiến này đã sớm tại không tồn tại bất kỳ lo lắng. Còn lại, vẻn vẹn chỉ có một cách tàn sát kết cục. Tử diễm đám vong linh, tại một trận chiến này bị triệt để tiêu diệt hầu như không còn, bởi vì Từ Dương đã sớm đem ngũ đại cấm khu tổng bộ tận diệt rơi. Trừ bên trong có thế lấy đi văn minh thành quả bên ngoài, tính cả ngũ đại cấm khu căn cứ đạo thống cũng đã bị Từ Dương lấy vô thượng thần lực hoàn toàn diễn biến thành phế tích, phối hợp đại địa pháp tắc trực tiếp đem ngũ đại cấm khu đại bản doanh toàn bộ mai táng. Cứ như vậy, vốn có chèo chống những cái này tử diễm vong linh khôi phục năng lượng thể hệ cũng cùng nhau bị Từ Dương hoàn toàn phá hủy. Mang ý nghĩa ngũ đại cấm khu lại không có bất kỳ cái gì năng lực đến phục hồi trước mắt nguyền rũ hoành hành một màn. Thắng lợi, chúng ta thật thắng lợi. Toàn bộ chiến trường bên trong, mấy chục vạn quân liên minh các chiến sĩ cùng loạn hoang hô lên. Thanh âm này chấn động toàn bộ đông vực, cũng tại từ dương tự mình dẫn dắt phía dưới, thành lập được toàn cái đông vực từ trước tới nay, lần thứ nhất đại quy mô phản kháng đấu tranh, đồng thời nên đón thắng lợi huy hoàng. Không hề nghi ngờ, từ Dương tự mình xuất lĩnh Thánh Hỏa Thần Tông cùng quân liên minh các chiến sĩ đạt thành cái này một sự thi thành tựu, chú định sẽ tại toàn bộ doanh châu đại lục lịch sử ở trong lưu lại một trang nổi bật. Cửa thành mở rộng. Từ Dương dẫn đầu mấy chục vạn đại quân trở lại liên minh chủ thành. Thành bên trong trăm vạn dân chúng xếp hàng treo hò, tất cả mọi người cùng một chỗ hô to a Dương danh tự. Hổ răng kiếm uy phong lẫm lẫm thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào thét, dường như hắn cũng rất hưởng thụ dạng này được tôn sùng đãi ngộ nhìn ra được gia hỏa này từ khi đi theo từ dương dưới trướng cũng biến thành phá lệ hưng phấn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ cái này đổi mới hoàn toàn chủ nhân thế mà mang cho mình lớn lao vinh quang để hắn cảm nhận được thế tục ở trong trước nay chưa từng có sung sướng nghĩ không ra mới đi theo ngươi thời gian ngắn như vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ được nhờ hiện tại ta trong mắt bọn hắn cũng giống là anh hùng đồng dạng tồn tại mà đây đều là bái ngươi ban tặng hổ răng kiếm hưởng thụ lấy thành bên trong trăm vạn dân chúng sùng kính ánh mắt, nhịn không được cho trên người mình chủ nhân từ dương phát ra một đạo linh hồn truyền âm. Từ dương cũng là nhẹ cười cười, hài lòng sờ sờ đầu của hắn. Đây đều là ngươi nên được, nếu như không có ngươi tồn tại, lúc trước các lần thứ nhất phóng thích nguyền rủa lực lượng thời điểm, quân liên minh trận doanh sẽ tổn thất nặng nề. Ngươi phát huy ra mình độc nhất vô nhị tác dụng, xứng với hôm nay vốn có hết thảy. Trở lại liên minh chủ thành thời điểm, từ Dương đem một loạt luận công hành thưởng nhiệm vụ, tất cả đều giao cho Linh Giao cùng năm ngày vương bọn hắn đi xử lý, dù sao những cái này vụn vặt sự tình, Từ Dương cũng không am hiểu, cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại gấp đón đỡ giải quyết một vấn đề, liền đem bị phong ấn ở trong cơ thể mình lẫm đông nữ thần, đại cẩu cùng vân tiêu bọn hắn phóng xuất ra, đồng thời lợi dụng cổ ngọc lực lượng giải trừ trên người bọn họ lưu lại nguyền rủa. Không có mất một lúc, Từ Dương liền hoàn thành hành động của mình, đem mấy cái này màu ngà sữa không gian độc lập dần dần phóng xuất ra. Chương 923, không trăng trời bên trong nguyệt. Sau đó, hắn lợi dụng cường đại cổ ngọc lực lượng, một chút xíu hòa tan mất những cái này phong bế không gian, tại mấy người riêng phần mình khôi phục vốn có thực lực về sau, đều là vô cùng cảm động đối với từ dương quỳ bái. Đa tạ lão đại cứu rỗi chi ân. Nếu là không có lão đại ngươi, sợ là chúng ta mấy cái lần này thật muốn giữ nhiều lành ít. Từ dương cười ha ha lấy treo chọc, nếu là không có ta, các người cũng sẽ không trồng nguyền rủa lực lượng, không phải sao? Chúng ta nếu là huynh đệ, liền không cần cùng ta khách khí như vậy, sau này sử dụng cơ hội của các ngươi còn nhiều nữa. Sắc trời dần dần mờ đi, tại cái này lớn như vậy phủ thành chủ bên trong, làm từ dương lại một lần nữa xuất lĩnh đại tổ mấy người bọn hắn một lần nữa trở lại di động các đại lão trước mặt thời điểm, mọi người cũng đều lộ ra phá lệ kích động. Lão đại, Tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm? Bây giờ đến từ ngũ đại cấm khu tai họa ngầm đã triệt để thanh trừ, đông vực cũng sẽ tại chúng ta hai đại liên minh thống nhất dẫn dắt phía dưới dần dần đi vào quỹ đạo, có phải là nên chuyển di rồi? Từ dương khe khẽ lắc đầu, không vội. Đại phương diện thế cục đã ổn định lại, nhưng theo ta được biết, cái này đông vực sao mà bao la, nhất định có một ít còn bị nguyền rủa bao trùng cỡ nhỏ thôn xóm cùng thế lực, không có hoàn toàn tránh thoát đến từ nguyền rủa đau khổ, ta còn cần làm một kiện rất trọng yếu công việc, đem toàn bộ đông vực ở trong tất cả cùng nguyên rũ có liên quan lực lượng nguyên tố toàn bộ thanh lý sạch sẽ. Mọi người đều là một mặt mê võng nhìn về phía từ dương. Cái này đông lĩnh quá mức khổng lồ, huống chi chúng ta bây giờ đều tập trung ở người chủ thành này bên trong, đối cụ thể phía dưới tình huống cũng không có một cái tinh chuẩn điều khiển. Các hạ bằng vào sức một mình, lại làm sao có thể hoàn thành cử động như vậy, muốn để nguyền rủa lực lượng tại đông muốn hoàn toàn biến mất, chỉ sợ cần một cái quá trình dài dằng dặc. Lão đàm đại ca câu nói này nói không phải không có lý, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Nhưng mà từ dương rõ ràng có chính mình tính toán, cũng không có trực tiếp mở miệng phủ nhận cái gì, ngược lại đem ánh mắt của mình rơi vào phía ngoài giữa bầu trời đêm đen kịch. Hôm nay thật là một cái xinh đẹp ban đêm, duy chỉ có thiếu một phần minh nguyệt. Không bằng ngay tại tối nay, ta muốn để bị ánh trăng chiếu rọi mỗi một chỗ lại cũng không nhìn thấy một tí thuộc về nguyên rủa lực lượng nguyên tố. Từ Dương vừa mới nói xong, thân thể bên ngoài đột nhiên bao phủ ra một tầng hào quang màu trắng sữa, đạo tia sáng này vô cùng nhu hòa, thật tình không biết chính là tới từ nữ thần mặt trăng nguyệt quang chi lực tại Từ Dương trên thân đưa đến tác dụng. Từ Dương nguyên bản liền có hay không rảnh thiên sứ huyết mạch, lại thêm cái này Hạo Nguyệt vô cùng thuần túy tịnh hóa chi năng, cả hai kết hợp một thể, phối hợp cổ ngọc lực lượng đã có thể đối nguyên rũ lực lượng tạo thành tuyệt đối trên ý nghĩa áp chế hiệu quả. Mà Từ Dương cái gọi là biện pháp tốt nhất chính là lên trời hóa nguyệt, lấy ánh trăng đem mình lực lượng kết hợp hoàn mỹ, dạng này ánh trăng bao phủ chỗ, đông vực đại lục ở bên trên tất cả bị nguyên rũ ăn mòn chúng sinh đều sẽ đạt được cứu rỗi. Tiếp theo trong nháy mắt, Từ Dương không kịp giải thích, càng nhiều trực tiếp triệu hồi ra hổ răng kiếm, tại hắn phụ trợ phía dưới đằng không mà lên. Rất nhanh, hắn liền biến mất ở đám người tận cùng thế giới. Tất cả mọi người nhìn thấy, từ dương cứ như vậy bước lên trời, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trên bầu trời kia một đạo lóe sáng mâm tròn chính giữa. Trời à, A à dương lão đại hắn, vậy mà thật trèo lên cửu thiên, hóa trăng tròn. Ta minh bạch, hắn là muốn dùng mình lực lượng cùng nguyệt chi tia sáng dung hợp lẫn nhau, bắt chước được chân chính nguyệt chi tia sáng. Lợi dụng nguyệt chiếu hào quan tịnh hóa thế gian tất cả đến từ nguyền rủa hiểu lầm lực lượng. Khó có thể tin, đây là muốn khí phách bực nào cùng năng lực, nếu như nói thế gian này thật sự có cái gọi là thần tồn tại như vậy ta tin tưởng vững chắc cái này thần nhất định chính là a dương các hạ lại không có khả năng có cái khác người cường đại hơn lẫm đông nữ thần rốt cuộc nói ra nội tâm thắm thiết nhất độc thoại từ lúc nàng tấn thăng làm đội cổ động viên thành viên về sau nhất phát ra từ phế phủ một phen không gì hơn cái này quả nhiên thật tình không biết tại bên người nàng mỗi người cũng đều cùng lẫm đông nữ thần đồng dạng tác tưởng kết quả là Tại mọi người cộng đồng phát ra từ cảm xúc trong đáy lòng ràng buộc phía dưới, tất cả mọi người tự hành đi ra khỏi phủ thành chủ, đi vào cái này rộng rãi phủ thành chủ trong sân, đối giữa trời hạo nguyệt quỳ một chân trên đất, quỳ bái. Trong miệng không ngừng hát tụng đối từ dương cao xa cảnh giới cùng thực lực cường đại ca tụng. Một đêm này, chúng sinh chú định không ngủ. Tất cả mọi người tại cảm thụ được kia ánh trăng trong ngần ở trong ẩn chứa ấm áp lực lượng. Cùng tại thời khắc này, tại đông vực đại lục mỗi một vị trí, đến không hết vạn chúng lê dân bị nguyền rủa lực lượng bối rối các sinh linh, khi nhìn đến cửu thiên ánh trăng trong nháy mắt, nguyên bản vẫn đục ánh mắt đều tại rất ngắn một nháy mắt khôi phục thanh minh. Trời ạ, à, nhất định là mặt trăng chi thần tại chỉ dẫn lấy chúng ta, cho chúng ta tân sinh, mọi người cùng nhau đến cúng bái đi. Thiên không phía trên, đêm nay ánh trăng phá lệ xinh đẹp mà nhu hòa, còn tản ra nhàn nhạt sương mù tím. Thuộc về thiên sứ một mạch hào quang màu tím nhạt, đó chính là từ dương bản thể lực lượng mạnh nhất phóng thích hiệu quả. Cúng bái cửu thiên chi nguyệt trầm rộ, từ minh chủ phủ một điểm, cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, thẳng đến đông vực đại lục đến ngàn vạn mà tính chúng sinh nhóm, tất cả đều làm ra giống nhau động tác. Thật tình không biết, lúc này ở nữ thần mặt trăng trở giúp dưới, đã cùng nguyệt quan chi lực hoàng mỹ dung hợp từ dương, không hiểu ở giữa thu hoạch được vô cùng nồng đậm tính ngưỡng chi lực gia trì. Như là sen lẫn tinh quang đồng dạng, những tín ngưỡng chi lực này lặng yên không một tiếng động dung hợp đến từ dương thế giới linh hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác khu vực cho sinh mệnh lực của hắn tăng lên thêm một bước cùng rèn luyện, cũng làm cho cả người hắn khí chất càng lộ vẻ siêu nhiên. Ba ngày sau, từ dương gánh chịu lấy đầy người vinh quang, kết thúc mình tại đông vực hành trình ở trong toàn bộ nhiệm vụ. Tại hết thảy đều an trí thỏa đáng về sau, từ dương gọi ngũ đại thiên vương lập tức trở về bắc vực đại bản doanh, đem đông vực bên này phát sinh sự tình cùng đông vực thánh hỏa liên minh phân bộ thành lập tình huống, tất cả đều một năm một mười báo cho Vân Tam đại ca. Mà chính hắn, hiển nhiên cũng không tính như vậy trở lại bắt vực. Bây giờ bốn cái cổ ngọc đã có hai viên hoàn toàn đến tay, từ dương bước kế tiếp mục đích cũng đã rất rõ ràng, tự nhiên là muốn vào một bước hướng phía tây nam hai vực xuất phát, tìm kiếm trừ linh giao bên ngoài cái khác đồng đội. Mà linh giao nha đầu này, cũng chủ động từ nhiệm đông vực liên minh minh chủ vị trí, đem đời tiếp theo minh chủ thân phận truyền thừa cho thứ hai lớn liên minh minh chủ, cũng là từ dương đoàn đội tại các lớn liên minh thế lực ở trong nhất trung thành tuyệt đối một cái tùy tùng. Mà từ dương tự tay thành lập được thống trị toàn bộ đông vực mã phỉ thế lực thánh hỏa liên minh phân bộ, cũng tại hắn tự mình bổ nhiệm phía dưới, triệt để giao đến đại cẩu cùng vân tiêu trong tay. Hai người này tâm tư tinh mịn, làm việc ổn trọng, từ bọn hắn đến thống nhất toàn bộ đông vực mã phỉ thế lực không thể thích hợp hơn. Tại an trí thỏa đáng toàn bộ sự tình về sau, Từ Dương rốt cục nếm thở một hơi. Đông vực chuyến đi, cuối cùng là muốn tại một đêm này qua đi vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, mình cũng phải mang theo linh giao cùng một chỗ hướng phía mới chiến trường xuất phát. Chương 924, rời đi Đông vực. Mà tại trước khi đi, Từ Dương đem mình lần này đến đây doanh châu đại lục hết thảy quá khứ cùng mục đích, tất cả đều một năm một mười báo cho Vân Tiêu. Nguyên bản, tại nha đầu này ở sâu trong nội tâm, nàng là khát vọng một mực có thể đi theo tại từ dương bên người chỉ là khi hắn nghe xong từ dương nói tới đây hết thảy quá khứ cùng thân phận chân thật của hắn về sau nàng quả quyết lựa chọn lưu tại đông vực bởi vì nàng rất rõ ràng đây mới là nàng có thể vì từ dương cống hiến ra mình lực lượng duy nhất phương thức mặc dù ngươi ta muốn tạm thời phân biệt nhưng ngươi không được quên ta đáp ứng ngươi tại thông thiên chi lộ mở ra về sau ta chờ bên trong sẽ lần nữa gặp lại nếu có thể Ta nhất định sẽ muốn để ngươi trở thành doanh châu đại lục ở trong chân chính bất hủ, tất cả tại cái này một mảnh chiến trường ở trong từng đi theo ta người, ta nhất định phải làm cho bọn hắn trở thành thống trị toàn bộ doanh châu đại lục mạnh nhất giai cấp. Vân Tiêu thỏa mãn nhẹ gật đầu, cuối cùng rút vào Từ Dương trong ngực. Nàng biết, mình cho tới bây giờ đều không có hy vọng xa vời quá có thể một đời một thế đi theo tại Từ Dương bên người. Thế nhưng là tại sinh mệnh của mình bên trong, có thể lưu lại cái này nam nhân một tia dấu chân cũng đã đủ có thể khiến nàng trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Tống quân thiên lý, trung tu nhất điệt Ngày thứ hai ngày mới hơi sáng thời điểm, Từ Dương liền rời đi vân tiêu gian phòng, mang theo linh dao cưỡi hổ răng kiếm bay lên không, thẳng đến danh châu đại lục ngũ đại vực ở trong tây vực chiến trường. Một đêm này, Từ Dương cùng vân tiêu hai người rốt cục xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, để lại cho trong lòng đối phương tốt đẹp nhất một đêm hồi ức nhìn ngoài cửa sổ dần dần trong suốt luồng thứ nhất nắng sớm của bình minh vân tiêu rốt cục lộ ra hạnh phúc mỉm cười lão đại nghĩ không ra bây giờ thực lực của ngươi vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế liền cửu thiên ánh trăng đều muốn nghe một chút ngươi trưởng khống điều khiển từ dương tinh cười lắc đầu ta còn thật sự không có lợi hại đến trình độ như vậy doanh châu đại lục nơi nào sẽ có được chân chính mặt trăng đó bất quá là ta mượn nhờ cổ ngọc có lực lượng truyền thừa phóng xuất ra giả tượng thôi bằng không mà nói, lại làm sao lại có nhiều người như vậy quỳ bái. Bất kể nói thế nào, kết cục là tốt, mục đích của chúng ta đã đạt tới, cái này đối ta mà nói liền đầy đủ. Linh xa lại là thở dài, nghĩ không ra, người ta tại Đông Bắc hai vực vậy mà đều không có gặp được một cái người quen, thật là khiến đầu người to lớn. Dày vò như thế nửa ngày, thế mà cũng chỉ có hai chúng ta. Long không lăng vân tiểu hoa bọn hắn, bây giờ ở nơi nào cũng đều không rõ ràng. Từ dương dường như cũng không nóng vội, yên tâm đi, lấy bọn hắn thực lực, tại doanh châu đại lục ở trong rất khó gặp được đối thủ càng mạnh mẽ hơn, coi như thật gặp được, tự vệ cũng là tuyệt không vấn đề. Lần này, chúng ta lúc trước hướng Tây Vực, nhìn xem Tây Vực những cái kia liên minh thế lực bên trong, có hay không chúng ta đồng bạn chui vào. Hai người một đường phi nước đại đi vội, trọn vẹn hoa hai ngày thời gian, mới xem như triệt để thoát ly đông vực phạm vi bên trong, tiến vào Tây Vực biên giới, dù sao thứ này hai vực chính giữa gần như vực ngang trung vực hoàng triều biên giới, cho nên hai người vì tận khả năng hành quân lặng lẽ. Tránh rút dây động rừng, thoáng hoa một chút thời gian, từ nam vực giãn ra thẩm thấu tiếng tây vực nội địa, hoàng mỹ tránh đi trung vực kia một nhóm người nhóm điều tra. Trước đó, bởi vì linh giao nha đầu này có được đông vực liên minh lãnh tụ thân phận, bởi vậy nàng có thể tiếp xúc đến rất nhiều liên minh điển tịch, có không ít đều ghi lại liên quan tới tây vực các thế lực lớn tương quan giảng giải. Tây vực bởi vì nó đặc thù địa thế đặc điểm, bởi vậy xem như toàn bộ doanh châu đại lục bên ngoài tứ đại lĩnh vực ở trong phát triển trễ nhất một vực. Nhưng như, nay toàn bộ Tây vực văn minh trình độ cũng đã đã áp đảo cái khác tam vực phía trên, trở thành gần với doanh châu đại lục trung vực hoàng tộc thứ hai thế lực lớn tập đoàn. Nguyên nhân ngay tại ở, toàn bộ Tây vực các lớn liên minh thế lực, các tu sĩ tu luyện công pháp hệ thống cùng ngoại bộ hoàn toàn khác biệt. Tây vực phương diện dùng có thể nói tự thành một mạch, ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu luyện chính là linh khí công pháp. Chính là từ toàn bộ đại lục thiên địa tinh hoa bản nguyên bên trong, lấy ra một loại đặc thù bản nguyên lực lượng, lại thêm đặc thù công pháp hệ thống, mở ra đến một loại toàn mô đen mới. Linh khí hệ thống tu luyện, sức chiến đấu thập phần cường đại. Đây cũng là làm cho cả Tây vực cái sau vượt cái trước nguyên nhân căn bản. Đồng dạng tiêu tốn trăm năm, một cái nguồn gốc từ Tây vực trăm năm tu sĩ, Người năng lực chiến đấu cũng phải so cái khác tam đại vực ở trong bất luận cái gì mới gặp ra tới tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là linh khí hệ thống tu luyện có một cái tệ nạn, cùng từ dương trước mắt nguyên thủy lực lượng công thủ hệ thống hiệu quả như nhau, đó chính là linh khí tu luyện công pháp hệ thống đối tu sĩ bản thân thiên phú yêu cầu tương đương khắc nghiệt. Đơn giản đến nói, một cái tu sĩ cuối cùng có thể đạt tới như thế nào cao độ, từ ban đầu nhập môn trong lúc đó liền có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này linh khí tu sĩ Thiên Phú đủ cường đại, như vậy hắn đến tiếp sau chỉ cần làm từng bước, dần dần đánh thẻ, cuối cùng liền có thể leo lên đến một cái rất cao lực lượng cấp độ. So sánh dưới, nếu như Thiên Phú rất kém cỏi người, coi như hắn tu luyện ra tam sinh bảy thế, chỉ cần thay đổi không được linh căn chủng loại hoặc là hình thái cũng giống vậy là phế vật. Dựa theo linh giao nói, toàn bộ Tây vực trước mắt Sinh Linh đã đạt tới mấy trăm triệu, trong đó thành công nhập môn linh khí hệ thống tu luyện chân chính được xưng được tu sĩ người toàn bộ Tây Vực cộng lại cũng chỉ 100 vạn trái phải. Dạng này số lượng, so sánh tại Bắc Vực cùng Đông Vực hai Đại Vực, gần như còn không đạt được bọn hắn mỗi một vực 1 phần 10 tổng tu luyện nhân số. Nhưng coi như như thế, nếu như thật sự có thể đem Tây Vực cái này trăm vạn trái phải tu sĩ tổ hợp đến cùng một chỗ, cổ lực lượng này tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Đông Vực Bắc Vực hai mạch thế lực cộng lại hai cái vừa đi vừa về. Bởi vì lực chiến đấu của bọn hắn thực sự là cường đại, liền trung vực hoàng tộc cũng không dám tùy tiện treo chọc. Trống Đi tới đi tới, từ dương cùng linh giao tiến vào một mảnh trống trải vô cùng ung tùng rừng rậm phạm vi bên trong. Cái này cánh rừng lớn bên trong, sinh trưởng đủ loại kỳ hoa dị thảo, thượng cổ cây rừng. Mà chân chính hấp dẫn từ dương cùng linh giao ánh mắt, thì là cái này rừng cây ở trong đủ loại chủng loại kỳ dị mảnh thú, tại tây vực tu thân nhóm trong miệng được xưng là linh thú. Ta nói, Ngươi đại gia hỏa này sẽ không là đói bụng đi, làm sao đột nhiên dừng lại động tác đến rồi. Hổ răng kiếm xoa xoa một con to lớn chân trước miệng nói tiếng người, phía trước có nguyên một chỉ mấy chục người quy mô linh khí tu sĩ, đội ngũ thực lực rất mạnh, hẳn là tại sang linh. Cái gọi là sang linh, trên thực tế chính là linh khí các tu sĩ chém giết những linh thú này, đồng thời dùng bọn hắn một mình nắm giữ thủ đoạn đặc thù, đem những cái này đã tử vong linh thú trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa rút ra ra tới, chuyển hóa thành linh quan hình thái thông vệ tiến trong cơ thể của mình, từ đó nghiên cứu thức tỉnh mình chuyên môn linh kỹ, cũng chính là riêng phần mình hoàn toàn khác biệt chuyên môn công pháp. Linh thú thực lực càng mạnh, có thể thôn vệ tách ra ngoài linh quang, nhan sắc cũng liền càng ống ánh, đồng dạng có thể bị chia làm đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy đẳng cấp. Chương 925, đại giới. Bởi vậy Sang Linh đối với Tây vực tu sĩ đoàn đội đến nói, là một cái cực kỳ long trọng hoạt động. Thông qua Sang Linh thu hoạch linh quang, cũng là để những linh khí này các tu sĩ tiến bộ phương pháp nhanh nhất một trong. Đương nhiên, có chỗ tốt tự nhiên là có chỗ xấu, toàn bộ Tây Vực đến trăm vạn mà tính tu sĩ đội hình, hàng ngàn hàng vạn linh tu đoàn đội, bởi vì sang linh phương diện tranh đấu đưa tới xung đột, gần như thời khắc đều đang trình diễn. Không phải sao, dưới mắt thông qua hổ răng kiếm phán đoán, từ dương cùng linh giao rất nhanh phát hiện kề bên này một con kia mấy chục người linh tu đoàn đội, hẳn là đụng phải cái khác mấy cái đoàn đội thế lực, ngay tại trình diễn kịch liệt xung đột, không sao cùng đi qua nhìn một chút lại nói từ dương cùng linh giao hai người dù sao cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn lấy hai người bọn họ tu vi cộng lại đừng nói là mấy chục hào linh tu đoàn đội liền xem như đến mấy chục chi vây công hai người bọn họ thanh lý lên cũng không đáng kể chân chính để từ dương cảm thấy hứng thú vẫn là cái này cái gọi là linh tu một mạch chiến đấu chân chính lực thể hiện từ dương muốn thừa cơ hội này nhìn một chút những người này đến cùng là như thế nào điều khiển lực lượng để chiến đấu bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, phía trước cách đó không xa kia một lùng lâm chiến trận, chính là cho Từ Dương cùng Linh Giao hai người cung cấp một lần thượng giai xem chiến cơ hội. Có thể trợ giúp hai người khi tiến vào chủ đại lục phân tranh trước đó, tốt hơn đem khống mạch này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hai người liền ẩn núp đến vài trăm mét có hơn vị trí, dõi mắt trông về phía xa ở giữa, vừa vặn có thể tại cái này cao điểm vị trí khóa chặt, vài trăm mét có hơn kia mấy chục người hỗn chiến tình cảnh không thể không thừa nhận, linh tu một mạch chiến đấu hiệu quả là thật là huyễn khốc sâu tạc thiên. Đủ loại nhan sắc tia sáng không ngừng tiết ra ngoài, mỗi người chiến đấu thủ đoạn cùng phương thức tại đoàn đội ở trong vai trò nhân vật cũng mười phần tươi sáng. Lão đại, trông thấy những cái kia mặc đồ trắng nhan sắc khôi giáp người sao. Hẳn là tại Tây Vực tương đối có danh vọng huy diệu chiến đoàn, mà đổi thành một bên màu đỏ tím khôi giáp trước mắt còn không cách nào phán đoán thân phận của bọn hắn. Chẳng qua xem ra, Giám cùng huy diệu chiến đoàn chính diện cứng rắn đòn kiên cũng hẳn là đủ cường đại thế lực đối địch. Linh Giao căn cứ chính mình cường đại tri thức dự trữ, bắt đầu cho Từ Dương tiến hành giải thích. Chỉ thấy huy diệu chiến đoàn phương hướng, mười mấy người xem chiến, tham dự chiến đấu cộng lại hết thảy có sáu người. Sáu người này liền thân pháp chỗ đứng đều mười phần tìm tòi nghiên cứu. Phía trước nhất người kia, phía sau thiêu đốt lên đỏ màu vàng gấu xám đồ đằng, xem ra hẳn là đóng vai lấy xe tăng nhân vật ở phía sau hắn một trái một phải vị trí riêng phần mình thiêu đốt lên hai cái toàn thân tản ra màu cam quan hoàng linh tu tại hai người này trong lòng bàn tay không ngừng sinh sôi ra cùng loại một loại dây leo giống như thực vật đồ đằng hình thái những cái này đồ đằng rõ ràng chính là bọn hắn lấy thiêu đốt năng lực bản thân làm đại giá ngưng tụ ra chiến đấu thủ đoạn căn cứ mỗi người công pháp thuộc tính khác nhau khác biệt ngưng tụ ra đồ đằng cũng khác biệt mà dựa theo linh lực thể hệ thuyết pháp những cái này đồ đằng chính là bọn hắn cái gọi là trời sinh thức tỉnh thiên phú, mỗi một cái linh lực tu sĩ tại sau trưởng thành đều sẽ tiến hành đồ đằng thức tỉnh nghi thức. Một khi thức tỉnh ra những thực vật này hệ đồ đằng, cũng liền chú định những cái này linh tu tương lai vai trò nhân vật chính là phong ấn hệ chiến sĩ. Thức tỉnh ra chính là mảnh thú đồ đằng, liền có thể sung làm hàng trước nhân vật. Như là Linh Giao nói, thức tỉnh ra tới đồ đằng, có đủ loại dáng vẻ. Nếu như là những cái kia trời sinh thiên phú cực kém, không có tốt đẹp huyết mạch thiên phú cái chủng loại kia người, thức tỉnh ra một cái ghế một cái bàn, cũng là vô cùng có khả năng. Tại chính thức linh lực tu sĩ trong mắt, như thế đồ đằng được xưng là vứt bỏ đồ đằng, sẽ không bị đặt vào sắc bén tu sĩ trận doanh ở trong. Ha ha, mọi người đồng dạng là linh lực màu vàng đẳng cấp, ngươi dựa vào cái gì dẫn người chủ động cướp đoạt chúng ta linh thú. Liền bởi vì ngươi là huy diệu chiến đấu đoàn người. Liền có thể tại linh thú lớn trong rừng rậm muốn làm gì thì làm sao đối phương cái kia có được đỏ màu vàng bọ cặp đồ đằng hàng phía trước băng lãnh nói. Ha ha, ngươi lời nói này không sai, huy diệu chiến đoàn, cho tới bây giờ đều không có cho những người khác nhường đường thói quen. Không quan tâm cái gì tới trước tới sau, tại chúng ta chiến đoàn trong mắt, chỉ cần là có giá trị con mồi bị chúng ta đụng phải, liền đều có tranh thủ tư cách. Chúng ta mỗi một trận tác chiến đều là lấy mạng tương bác, chỉ cần chúng ta cho rằng tranh đoạt đại giới là đáng giá, liền không cần cùng chúng ta giảng bất kỳ phép tắc những vật kia tại chúng ta mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có cường giả mới có thể trưởng khống sinh tồn pháp tắc. Không thể không nói, cái này gấu xám đồ đằng người lãnh đạo tính tình rất sông, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác có được kiêu ngạo tư bản. Đôi bên tại thở dốc nửa tràn về sau, lần nữa giao đánh nhau. Trong chớp mắt này ở giữa, độc thuộc về hai đại đoàn đội riêng phần mình khí tức điên cuồng bộc phát. Huy diệu đơn phương chủ động khởi xướng tiến công. Sơ tầng linh kỹ, chiến hùng gào thét. Huy diệu chiến đấu đoàn hàng phía trước chiến sĩ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, phía sau đỏ màu vàng gấu xám đồ đằng phát huy vô cùng tinh tế gào lên. Cái này gào thét thanh âm bao trùm hướng chung quanh vài trăm mét trong vòng mỗi một cái khu vực, tất cả phạm vi ở trong linh thú sinh mạng thể tất cả đều lâm vào sợ hãi trạng thái. Cùng trong nháy mắt này, sau lưng của hắn hai cái nắm trong tay dây leo thực vật đồ đằng tranh cấp linh tu cùng nhau ra tay, bắt đầu tiến công đối phương xếp sau mà huy diệu chiến đoàn cuối cùng sắp xếp ba cái kia chuyển vận vị thì thống nhất phóng xuất ra bọn hắn cung tiễn đồ đằng cường đại linh lực không ngừng ngoại phóng đủ loại linh lực mũi tên bắn ra điên cùng bốc cháy đối phương hàng phía trước một con kia cự hạt đồ đằng người sở hữu trống trống xem ra thế hệ này thắng bại đã phân cái kia cự hạt đồ đằng người sở hữu tự thân năng lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh hắn là một đơn hàng phía trước đội ngũ phòng ngự đảm đương thân thể như vậy cường độ căn bản gánh không được 10 giây Lấy huy diệu chiến đoàn cái này một mặt hàng sau chuyển vận hỏa lực đến xem, đại khái 5 giây trái phải ra hỏa này liền sẽ trọng thương. Nguyên bản một bên linh giao biết nhà mình lão đại đối linh tu hệ thống cũng không phải là rất quen thuộc cho là hắn chẳng qua chỉ là đại khái làm ra một cái dự phán thôi. Song khi linh xa trong lòng mặc niệm năm cái đếm về sau, thật nhìn thấy cái kia có được cự hạt đồ đằng gia hỏa bay ngược ra ngoài, trong miệng cùng phúng ra máu tươi, xem ra đã triệt để đánh mất năng lực chiến đấu mà theo đối phương hàng phía trước trước hết nhất đổ xuống xếp sau những cái này chuyển vận vị càng trở nên không chịu nổi một kích bị huy diệu chiến đấu đoàn chiến hùng lãnh tụ triệt để xé nát trận hình ha ha chỉ có như thế điểm thực lực cũng xứng tại chúng ta huy diệu chiến đấu đoàn trước mặt làm càng thế nào các người bọn này cặn bã hiện tại còn dám hay không cùng chúng ta đến tranh đoạt cái này một con băng sương bạch hổ rồi huy diệu chiến đấu đoàn phương diện khi 10 cái trên thân thiêu đốt lên các loại đồ đằng hình thái xích cấp linh tu mở miệng trào phúng lên đối phương tới. Nhìn ra được, những người này chính là huy diệu chiến đoàn ở trong thành viên mới. Lần này có cái kia có được chiến đi đồ đằng hoàng cấp linh tu, tự mình dẫn đầu tiến vào cái này lớn trong rừng rậm sang linh, chính là nghĩ phân phối cho bọn hắn chuẩn bị tiêu chuẩn linh quan, tăng thêm một bước bọn hắn thực lực. Từ đó nhanh chóng gia nhập huy diệu chiến đấu đoàn nhiệm vụ hệ thống ở trong. Chương 926, linh tu hệ thống. Nguyên bản đối phương còn muốn cùng loạn chống lại một đợt, nhưng nhìn trước mắt tình hình này, huy diệu chiến đấu đoàn phương diện hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực tổng hợp, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Đặc biệt là bọn hắn duy nhất hàng phía trước cự hạt đồ đằng người sở hữu đã đổ xuống, tiếp tục đứng xuống đi, bọn hắn cũng không có khả năng chiếm được bất kỳ tiện nghi. Quan trọng hơn chính là, coi như bọn hắn đem hết toàn lực, hợp lấy huy diệu chiến đấu đoàn bác cái lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng đã không có cơ hội đem một con kia hy hữu băng sương bạch hổ chém vào dưới trướng. Rất tốt, ta ghi nhớ các người sẽ muốn chiến đấu đoàn tác phong, tương lai nếu như còn có thế gặp gỡ bất ngờ đến các người mạch này thành viên, chúng ta tử kim chiến đấu đoàn nhất định sẽ không lưu tình. Vừa mới nói xong, đối phương chiến đấu đoàn cấp tốc rút lui chiến trường, mà huy diệu chiến đấu đoàn một phương, mọi người cũng đều cùng loạn treo hò. Được rồi, tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh, cùng tiến lên, chuẩn bị vây công băng sương bạch hổ cái này băng sương bạch hổ thế nhưng là có được hoàn cấp linh lực cường đại linh thú chỉ dựa vào ta một người không cách nào chinh phục hắn các người nghe mệnh lệnh của ta tại bảo vệ tốt chính mình không bị thương điều kiện tiên quyết tập hợp tất cả mọi người lực lượng đem hoàn thành phong ấn rút ra linh quan sau đó chúng ta cấp tốc rút lui yên tâm đi đội trưởng chúng ta đã sớm chuẩn bị hoàn tất tùy thời có thế động thủ từ dương cũng chính là tại thời khắc này cùng Linh giao liếc nhau một cái. Cuối cùng là có thể quan sát được bọn gia hỏa này rút ra Linh quan quá trình, ta đổ muốn xem một chút cái này Linh tu một mạch đến cùng có thể dày vò ra như thế nào thành tựu tới. Trống Trong chớp mắt này ở giữa, cùng mảnh tiếng trống giận dữ, đột nhiên xuất hiện một con toàn thân tuyết mảnh hổ màu trắng vút mà xuống, bắt đầu đối diện trước gào thép chiến đấu đoàn khởi xướng tấn công mạnh. Nguyên bản cái này băng sương bạch hổ cũng sớm đã ngửi được những người ngoại lai này tộc mất đi khí tức, trốn ở một bên lặng lặng xem chiến. Bình thường bình thường tới nói, có được hoàn cấp trở lên linh lực linh thú, tự chủ trí thông minh trình độ đã có thể cùng nhân tộc sánh vai. Bởi vậy, hắn tại quan sát xong cái này hai phe nhân mã tác chiến về sau, trong lòng đã có được mình khắc chế biện pháp, ngay lập tức tiến vào vòng vây về sau, cái này băng sương mảnh hổ rất có tiết tấu phóng thích trong cơ thể mình cường đại năng lực đồng thời bắt đầu đem một trận chiến này đấu đoàn xếp sau làm mình thứ nhất tiến công mục tiêu ông trời của ta lực lượng thật là cường đại chuyển vận quả nhiên không hổ là băng sương bạch hổ loại này thuộc tính linh thú một khi sau khi ngã xuống lấy ra linh quang nhất định có được cực kỳ cường đại công kích phong ấn song trọng hiệu quả băng thuộc tính lực lượng cho tới bây giờ đều là chuyển vận hình chiến sĩ lựa chọn hàng đầu đội trưởng xem ra lần này ngươi muốn phát đạt khi gấu xám đồ đằng người sở hữu lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa phát ra một tiếng phát huy vô cùng tinh tế gào thét, đằng không mà lên, trực tiếp bổ nhào hướng băng sương bạch hổ, tới triển khai cận thân vật lộn. Bằng vào tự thân cường đại năng lực phòng ngự, ngay lập tức hạn chế cái này băng sương bạch hổ rất nhiều chuyển vận lực lượng, bảo vệ mình sau lưng những cái này các đội hữu đồng thời, cũng ngăn chặn lại băng sương bạch hổ tiết tấu. Cùng lúc đó, xếp sau cùng chung quanh nguyên bản bảo trì xem náo nhiệt những cái này xích cấp linh tu đồng thời ra tay, đem cái này băng sương bạch hổ bao quanh vây lại, từ từng cái phương hướng điên cuồng tiến công thân thể của hắn. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy đồng loại của mình bị khi dễ như vậy, hổ răng kiếm có chút nhìn không được, không ngừng tại nguyên chỗ vung tay vung chân. Nếu không phải từ dương mệnh lệnh hắn không cho phép phát ra âm thanh, chỉ sợ gia hỏa này đã nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng lên đem những cái này linh tu giết hắn sạch sành sanh. Chủ nhân, ta không ưa nhất chính là mảnh hổ nhất tộc bị người ta như thế vây công, có thể hay không cho ta một cái cơ hội tiến lên đem những bại hoại này giải quyết. Từ dương cũng không có ngay lập tức trả lời, còn tại hết sức chăm chú nhìn chăm chú những người này chiến đấu đặc điểm. Nha đầu, nếu như cái này linh thú bị rút lấy linh quan về sau, hắn còn có thể bảo trì sống sót dáng vẻ sao? Linh giao lại là lắc đầu, chỉ có vừa mới vẫn lạc linh thú, mới có thể tại hắn không có đi hướng khô cạn sinh mệnh lực, ngưng kết đến cùng một chỗ, rút ra ra hoàn chỉnh linh quan. Bởi vì kia căn bản chính là linh thú bản thân sinh mệnh lực tập hợp. Tại bảo trì sống sót tư thái điều kiện tiên quyết, sinh mệnh lực của bọn hắn là sẽ không như vậy mà đơn giản tan gom lại cùng nhau. Bởi vì có tự thân thân thể tiến hành năng lượng tiêu hao, linh lực tại thể nội không ngừng mà tuần hoàn, cho nên căn bản không có biện pháp tại sống sót trạng thái rút ra linh quan. Từ dương nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, vậy được rồi, chỉ có thể sớm ngăn cản bọn hắn tiếp tục tiến công. Ngu ngơ, ngươi đã chịu đựng nửa ngày đi, một trận chiến này liền giao cho ngươi, tùy ngươi đối với những người này làm cái gì, đều là quyền lợi của ngươi. Làm từ dương thủ hộ thú nhi hổ răng kiếm, có được tại vùng rừng tùng này ở trong muốn làm gì thì làm đặc quyền. Khi hắn phát ra gầm lên giận dữ, đằng không mà lên, bổ nhào hướng đối ứng chiến trường trong nháy mắt, hiện trường những cái này huy diệu chiến đấu đoàn các chiến sĩ triệt để kinh hoàng bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ tại hổ răng kiếm trên thân có được như thế nào linh dị đẳng cấp. Dựa theo tây vực đặc thù linh lực hệ thống tu luyện quy tắc, cấp thấp linh tu là không có cách nào phán đoán so năng lực chính mình đẳng cấp cao linh tu cụ thể đẳng cấp tình huống. Hổ răng kiếm thế nhưng là cùng toàn bộ doanh châu đại lục nương theo trưởng thành cổ xưa nhất thú hoàng cấp một tồn tại. Nếu quả thật muốn lấy linh lực hệ thống tu luyện đối thực lực của hắn tiến hành bình xét cấp bậc, nhất định phải là tử sắc tồn tại. Chỉ thấy hổ răng kiếm bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vung lên, vô cùng cường đại sóng gió càng quét chỗ quá, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền đem trước mắt huy diệu chiến đấu đoàn hệ thống hoàn toàn đánh tan. Các người những cái này đáng chết tiểu vương bác đảng, lại dám khi dễ ta hổ tử hổ tôn. Thật là chán sống lệch ra. Hổ răng kiếm thật là nổi giận, lần nữa oanh ra một chưởng, cái này hơn 20 cái chiến đấu đoàn thành viên bên trong, đã có một nửa linh tu tại chỗ vẫn lạc. Là... Trời ạ, à, nhanh trốn. Cái này căn bản không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại, đi mau. Chiến hùng đồ đàn người sở hữu, toàn bộ huy diệu chiến đấu đoàn cái kia tuyệt đối lãnh tụ triệt để ngây ngốc. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tại cái này đại xâm lâm khu vực bên ngoài lại có thể gặp được dạng này một mực không cách nào phán đoán cụ thể đẳng cấp tồn tại đáng sợ. Nhưng mà hổ răng kiếm chỉ là băng lãnh cười một tiếng đằng không mà lên, một cái bay vọt ở giữa liền đem kia còn dự định tiếp tục chạy trốn hoàng gia linh tu vững vàng áp chế ở mình to lớn dưới bàn tay. Ngươi cái này hèn mọn sâu kiến, vừa mới không phải rất có thể trang bức sao. Hiện tại muốn trốn rồi. Thật đáng tiếc ngươi đem biến thành cái này tiểu lão hổ con mồi. Ta muốn để các người minh bạch, tùy ý săn giết ta mảnh hổ nhất tộc rốt cuộc muốn trả giá ra sao. Vừa mới nói xong, hổ răng kiếm lần nữa đánh ra vô cùng cường đại lực bộc phát, nháy mắt chấn vỡ trước mắt bị mình đặt ở dưới lòng bàn tay cái này hoàng gia linh tu. Vẹn vẹn vừa đối mặt, gia hỏa này thân thể ngoại vi hết thảy sóng linh khí hoàn toàn biến mất, như là một bãi bùn nhão đồng dạng, sụi lơ vô lực nằm rạp trên mặt đất thở hỗn hển. Sau đó, hổ răng kiếm cho bên cạnh băng sương bạch hổ một ánh mắt, kia tiểu lão hổ run run rẩy rẩy tiến đến trước gương, không ngừng đối hổ răng kiếm dập đầu. Chương 927, Titan thông thiên mãn. Tiểu Hoa Nhi, cái này chính là của ngươi đồ ăn, thỏa thích chia sẻ đi. Cũng không lâu lắm, giấu ở nơi xa bình tĩnh xem chiến từ dương cùng linh dao cũng tiến đến hổ răng kiếm bên người, mắt thấy cái này băng sương mảnh hổ chia sẻ mình thức ăn ngon toàn bộ quá trình. Mà tại cái này hoàn cấp linh tu thân xác hoàn toàn vỡ vụn về sau, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cũng bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, trở thành một đạo màu vàng nhạt linh quang bao phủ ở nhà thân thể của người này bên ngoài. Chẳng qua không có tiếp tục bao lâu, trên người hắn linh quan sinh mệnh khí tức liền cấp tốc quể oải cuối cùng tán loạn thành hư vô thì ra là thế ta nghĩ ta đại khái hiểu rõ tây vực linh lực hệ thống tu luyện đặc điểm từ dương dơ lên một vòng mỉm cười liên tục gật đầu tại trong đầu hắn đã có tương đối thành thục linh lực hệ thống tu luyện chẳng qua là hắn cũng không có muốn quá phận xâm nhập cái này một bước hệ thống ở trong dù sao từ dương bây giờ đã có được nguyên thủy hệ thống sức mạnh cùng tru thiên vị diện hệ thống tu luyện căn bản không cần lại sáng lập loại thứ ba đường tắt. Đối với hắn loại này đã tại hai đại hệ thống tu luyện bên trong đăng phong tạo cực tồn tại đến nói, lại nhiều học tập càng nhiều tiểu chúng phương pháp tu luyện không thể nghi ngờ là vẽ rắn thêm chân. Căn cứ ta vừa rồi phán đoán, đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy đại linh lực tu luyện đẳng cấp, sánh ngang toàn bộ doanh châu đại lục võ giả hệ thống phân chia đến xem, hoàng cấp linh tu, đã có thể có thể so với võ giả cấp bậc cường giả. Lục cấp linh tu, thì có thể đạt tới võ giả đỉnh phong, cũng chính là thánh hỏa thần tông dưới trướng ngũ đại thiên vương thực lực. Một khi bước vào đến linh lực màu xanh đẳng cấp, liền có thể có được có thể so với thiên võ người cấp bậc năng lực chiến đấu. Nếu như suy đoán của ta không có sai, màu lam cấp bậc linh tu, liền đã có thể đạt tới Tây Hoàng Đại Tế Ti loại trình độ này, có thể so với chúng ta tiến vào doanh châu đại lục về sau, gặp qua người mạnh nhất thực tế trình độ. Về phần tử sắc, nhất định là mạch này trong truyền thuyết đỉnh phong tồn tại, tùy tiện chúng ta hẳn là sẽ không gặp phải. Đương nhiên, nếu như chúng ta muốn sáng lập Tây Vực không thể biết chi địa, gặp được một chút năng lực đạt tới tử sắc cấp bậc hóa thạch sống, cũng là hoàn toàn có khả năng, nhất định phải làm tốt dạng này chuẩn bị, ứng đối hết thảy đột phát sự kiện. Linh Giao cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, như vậy tiếp xuống, lão đại chúng ta thẳng đến liên minh thế lực. Từ dương suy nghĩ chỉ chốc lát, khóe miệng đột nhiên dơ lên bôi miệng cười đường cong, không nóng nảy đã chúng ta đã đi tới tây vực cái này lớn trong rừng rậm, sao không hướng phía đại sâm lâm chính giữa khu vực hạch tâm đi một chút. Nhìn xem có thể hay không gặp được một chút đỉnh cấp linh thú, dù sao đến đều đến, tóm lại đóng gói một chút mình, đối với chúng ta hẳn là cũng không có cái gì chỗ xấu. Linh Giao nghe từ dương lời nói này cũng là lộ ra một vòng cười xấu xa, lão đại nha lão đại, ngươi gia hỏa này vẫn là như thế muộn tao. Nhìn qua chững chạc đàng hoàng, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra một chút ý đồ xấu tới. Cũng được, đã ngươi nghĩ buông lỏng một chút, ta liền cùng ngươi đi tới một lần. Chẳng qua tiếp xuống hổ răng kiếm, phải nhờ vào ngươi đến cảm giác phán đoán gặp được linh thú đẳng cấp, tìm kiếm một chút màu xanh trở lên đỉnh cấp linh thú đi. Hổ răng kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức liền gánh chịu từ dương cùng linh giao hai người, hướng phía cái này linh thú đại xâm lâm chỗ sâu nhất chạy như điên. Cái này hổ răng kiếm dù sao cũng là thú hoàng cấp bậc tồn tại, tại cái này rừng cây bên trong, những nơi đi qua, cấp thấp, thấp linh thú căn bản không có tiếng lên tư cách, tất cả đều bị rung động rung lẫy bẫy, vội vàng ghé vào riêng phần mình tại chỗ, hướng phía cái này phương quỳ bái. Trong lúc bất tri bất giác, hổ răng kiếm cũng mang theo từ dương hai người trực tiếp giết tiếng linh thú đại xâm lâm nhất vị trí hạch tâm. Cũng nguyên nhân chính là bước vào đến khu này lĩnh vực, hổ răng kiếm chậm rãi thả chậm bước chân, bởi vì hắn vậy mà ngửi được một cổ liền hắn đều trở nên khế bờ sợ khí tức chấn động. Chủ tử có biến, Nơi này có một cổ khí tức vô cùng cường đại, liền ta cũng không có chiến thắng nắm chắc. Chỉ sợ chỉ có ngươi tự mình ra tay mới có thể hoàn thành trấn áp. Này khí tức tương đương đáng sợ, dựa theo cấp bậc đến phán đoán, tối thiểu cũng là màu lam đỉnh phong đẳng cấp, rất có thể đã tiến vào tử sắc, xem ra hẳn là toàn bộ linh thú đại sâm lâm mạnh nhất linh thú. Từ dương lộ ra hài lòng mỉm cười, nhìn về phía bên người linh xa, ngươi nha đầu này, trước đó ta đều còn chưa phát hiện trong cơ thể ngươi hiến tế thú khí hơi thở làm sao hoàn toàn biến mất. Linh Giao bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, từ lúc ta truyền thừa băng sương nữ lực lượng của thần về sau, trong cơ thể băng hàng thuộc tính không ngừng tăng cường. Trong cơ thể ta trước đó lão đại ngươi hỗ trợ bắt giữ kia hai con hiến tế thú, 10 phần kháng cự băng sương khí tức, tiếp tục cùng bọn hắn tiến hành huyết mạch khóa lại trạng thái, đối bọn hắn phát triển chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ tổn thương đến bọn hắn bản nguyên rơi vào đường cùng ta cũng chỉ đành đem bọn hắn phóng sinh. Từ dương lại là lộ ra một nụ cười, đã như vậy, vậy thì thật là tốt, đi trước gặp một lần cái này linh thú lớn trong rừng rậm tuyệt đối vương giả, nếu như thuận lợi, ta liền tự tay trấn áp hắn, giao cho ngươi làm sủng vật. Đối mặt từ dương hảo ý, linh xa tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bây giờ giao tình của bọn hắn đã sớm siêu việt những cái này ngoại bộ vật chất có thể cân nhắc trình độ, không có cái gì chối từ, cũng liền vui vẻ tiếp nhận từ dương đề nghị sau đó trong tích tắc, từ dương đằng không mà lên, trực tiếp thoát ly hổ răng kiếm, một thân một mình lơ lửng tại giữa không trung, dùng quan sát thị giác, cấp tốc khóa chặt đến cái này linh thú lớn trong rừng rậm tuyệt đối vương giả khí tức chấn động, khá lắm, hóa ra là một con to lớn titan thông thiên mãn, từ dương lộ ra dị thường hưng phấn, bởi vì thông thiên mãn vốn là mười phần khó gặp được, mà trước mắt cái này một con vậy mà là titan thông thiên mãn, tăng thêm titan hai chữ cái này huyết mạch cường độ liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái công phòng nhất thể toàn năng hình linh thú. Liền hắn khí tức trên thân chấn động để phán đoán, từ dương gần như có thể khẳng định, gia hỏa này cường độ đã đạt tới màu xanh đỉnh cấp. Thực lực tổng hợp đã là áp đảo đại tế ti cùng Tây Hoàng kia một hệ liệt tồn tại phía trên, nói cách khác, cái này đỉnh cấp linh thú sức chiến đấu sẽ là toàn bộ Tây vực xếp thứ nhất tồn tại. Đồng thời thú tộc hiển lộ rõ ràng ra tới tức chiến lực, thường thường mạnh hơn so với một loại tu sĩ nhân tộc. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này liền xem như từ dương tự mình ra tay, hẳn là cũng sẽ không hoàn thành quá dễ dàng. Đại gia hỏa, có hứng thú hay không làm sủng vật của ta, theo ta cùng một chỗ chinh chiến xa trường. Ta không sẽ chém giết ngươi, cưỡng chế hấp thu trong cơ thể ngươi linh quan, mà là làm sủng vật đồng bạn thân phận, đi theo tại bên cạnh của chúng ta suy tính một chút. Ti tan thông thiên mãn hiển nhiên không có đem từ dương để vào mắt, dù sao hắn không cảm giác được từ dương trên người linh lực ba động nhưng bản năng tại nói cho hắn người trẻ tuổi trước mắt này thật nhiều mạnh nhìn ngươi cái bộ dáng này hẳn là đến từ hoang vu cuối cùng hoặc là cái khác mấy cái nhà ngục đỉnh cấp cường giả bằng không mà nói ta không có khả năng không cách nào phán đoán ngươi thực lực cụ thể đẳng cấp ngươi vậy mà như vậy lỗ mãn liền dám vào nhập linh thú đại xâm lâm hạch tâm địa bàn của ta nhi nhất định cũng là có chút thực lực chẳng qua nơi này là địa bàn của ta tự nhiên cũng có quy định của ta, ngươi muốn khiêu chiến ta có thể, nếu như bất hạnh thất bại, ta đem không chút lưu tình đưa ngươi hoàn toàn thôn vệ, nói cách khác ngươi muốn lấy sinh mệnh của mình làm khiêu chiến kế hoạch của ta. Chương 928, ký kết hợp tác. Từ dương phá lên cười, ta xưa nay không quan tâm mình muốn vận dụng như thế nào thể đánh bạc đi làm cái gì sự tình. Bởi vì một khi ta quyết định làm sự tình, kết cục mãi mãi cũng sẽ lấy ý nguyện của ta đến chế định trước thực lực tuyệt đối, bị chinh phục giả ý nguyện sẽ lộ ra không có chút ý nghĩa nào, người bây giờ duy nhất phải làm chính là đối với ta ra tay bộc phát ra ngươi lực lượng mạnh nhất, dùng thực lực chân chính đến bảo vệ tôn nghiêm của mình. Mà không phải ở đây cùng ta nói liên miên lại nhảy không xong. Ti tan thông thiên mãn rất nhanh cũng liền chế tạo từ dương cá tính, cũng không làm càng nhiều do dự, vài trăm mét dáng dấp to lớn thân thể che khuất bầu trời một loại đằng không mà lên, hướng phía từ dương vị trí dân trào mà tới từ dương thân ảnh một nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó tại hắn vừa mới đặt chân vị trí, lưu lại mấy chục đạo thân sắc hình dáng tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh trước mặt, đều ngưng tụ ra một đạo vô cùng cường đại ngọc quốc thần kiếm kiếm mang. Mấy chục đạo kiếm mang đối đại xà đồng thời chém xuống. ầm ầm Một đợt mạnh hữu lực lực lượng bộc phát rất nhanh xuất hiện, đại xà mặc dù không có bị từ dương cái này một đợt tiến công tổn thương đến, nhưng vừa vặn từ dương tùy ý như vậy ở giữa bạo phát đi ra áp chế lực liền cường đại như thế, cũng là để trước mặt đại xà tâm thần cự chiến. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả nhiên bất phàm, có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ đã gia nhập vào cái kia một mạch thế lực. Từ dương cười nhẹ lắc đầu, còn tại quan sát bên trong, không nói gạt ngươi, ta cùng đồng bọn của ta mới mới vừa tiến vào đến tây vực lãnh thổ phạm vi bên trong, đối bên này lãnh thổ thế lực phân tranh không phải quá quen thuộc cho nên ta mới nghĩ đến đưa ngươi cái này cường đại đồng bạn chiêu vào đến đoàn đội bên trong, chế tạo một chi vô địch chân chính thiên đoàn, quét ngang toàn bộ Tây Vực. Ha ha ha, đã ngươi có ý nghĩ như vậy, kia không cần lại đánh, ta gia nhập đoàn đội của ngươi. Từ Dương Linh Giao Ta dựa vào, nghĩ không ra cái này linh thú lớn trong rừng rậm thế mà còn có dạng này phúc lợi. Linh Giao tại chỗ mắt trợn tròn, nàng thật không nghĩ tới, mình vậy mà dễ dàng như vậy liền thu hoạch Titan thôn thiên mãn dạng này đỉnh cấp linh thú làm mình mới đồng bạn. Đang lúc hai người đắm chìm trong vui sướng ở trong thời điểm, Titan thôn thiên mãn thảnh thơi thảnh thơi tiếp tục mở miệng, đương nhiên, đánh là không cần đánh, chẳng qua ta còn có một cái điều kiện khác. Linh giao hai người tại chỗ nụ cười hóa đá, chủ cục lấy mí mắt nhìn chăm chú hướng lật lọng Titan thôn thiên mãn. Thối rắn, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói tiếp, nếu như ngươi đưa ra điều kiện để ta rất không hài lòng, ta sẽ không chút do dự ra tay, béo đánh ngươi một trận. Từ dương quả quyết cho ra đối phương một cái cảnh cáo, tránh đối phương hung ác làm thịt mình hai người một đợt. Hai người các ngươi có lẽ còn không biết, bây giờ toàn bộ Tây Vực, trừ lệ thuộc vào trung vực hoàng tộc chấp pháp đường bên ngoài tạo dựng lên hoàng tộc chiến đấu đoàn, Tây Vực còn có bốn cái cường đại nhất chiến đấu đoàn, mà tại cái này bốn nhà bên trong. Thuộc về trong đó đế hồn chiến đấu đoàn thực lực tổng hợp hùng hậu nhất, nội tình cũng rất nhiều nhất dày bởi vì mạch này nghe nói có không chỉ một linh lực cường độ đạt tới tử cấp cường giả bí ẩn. Mà ta sở dĩ lâu dài trốn ở linh thú lớn trong rừng rậm, cũng là bởi vì vì tránh né đế hồn chiến đấu đoàn truy sát. Hai người các ngươi đã trở thành đồng bọn của ta, tự nhiên cũng phải gánh vác lên trên người ta nguyên bản chống đỡ gánh nặng, thay ta chia sẻ một bộ phận áp lực. Từ Dương cỡ nào không khéo, suy nghĩ chỉ chốc lát, thật sâu nhìn trước mặt đại xà này một chút, luôn cảm thấy đối phương là đang động tác võ thuật mình hai người từ thực đưa tới, ngươi đến cùng như thế nào đắc tội đế tôn chiến đấu đoàn mạch này. Lấy thực lực của ngươi, liền xem như tử cấp linh tu, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện ra tay với ngươi, mạch này vẻn vẹn chỉ là ham thực lực của ngươi sao. Thông thiên mãn cười hắc hắc, không dối gạt các người nói, năm đó ta vì đột phá tử cấp, lẻn vào đến toàn cái tây vực danh xưng linh nguyên dự trữ rất nhiều nhất dày đế hồn bảo khố, cũng chính là đế hồn chiến đấu đoàn tư gia bảo tàng bên trong, mỹ mỹ thôn vệ một phen linh lực tinh hoa khá lắm, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Từ lúc kia ăn một bữa xong, ta hoa gần trăm năm tiêu hóa linh lực trong cơ thể tinh hoa, cũng vẹn vẹn chỉ phân hóa năm đó kia một bữa ăn no không đủ một phần mười linh lực dự trữ. Từ dương cùng linh giao liếc nhau, đều là đối gia hỏa này tham lam tâm tính khịt mũi coi thường. Nói như vậy, ngươi là đem người ta bảo khố tất cả đều cho chuyển không, cho nên mới dẫn tới bọn hắn truy sát. Thông thiên mãn hừ kêu một tiếng, Vậy ngươi coi như đánh giá quá thấp đế hồn bí tàng nội tình. Năm đó ta kia dừng lại cũng vẹn vẹn ăn bọn hắn bảo tàng một phần mười trái phải, vốn định tiếp tục ăn, kết quả bị bọn hắn người phát hiện ra, cho nên ta mới bị ép rời đi. Cũng bởi vì việc này, lọc vào đế hồn chiến đấu đoàn cấp cao nhất chiến đội dài đến ba năm truy sát. Cuối cùng bất đắc dĩ, mới trốn vào cái này linh thú lớn trong rừng rậm, nơi này cũng không phải là ta lúc đầu cư trú chỗ. Từ dương giống như cười mà không phải cười nhìn đại xà một chút, cho nên ngươi gia nhập ta hai người trận doanh, đơn giản chính là vì muốn mượn lực lượng của chúng ta, trợ giúp ngươi vứt bỏ đế hồn chiến đấu đoàn cái phiền toái này đúng không? Ngươi cái này thối rắn thật đúng là biết tính toán đâu, hai chúng ta mới tiến vào tây vực, ngươi liền cho chúng ta kéo tới một cái đối thủ lớn nhất. Đại xà lại là xem thường cười cười, cái này kêu là theo như nhu cầu, lại nói hai người các ngươi cũng không lỗ, mặc dù ta đối với các ngươi hai người không có cái gì hiểu rõ, nhưng nhìn hai người các ngươi thực lực như vậy nội tình, nghĩ đến cũng không phải phàm tục. Các người tiến về Tây Vực, dù sao cũng có bí mật không muốn người biết. Đến tiếp sau ta sẽ tại hai người các ngươi hành động ở trong sung làm tay chân nhân vật, cái này không thể nghi ngờ đối các người đến nói là một kiện rất có lời đầu tư. Huống chi Tây Vực ta cũng sinh sống mấy ngàn năm, rất nhiều các người không biết bí mật đều chạy không khỏi phán đoán của ta, các người không cảm thấy dạng này một cái dẫn đường cùng tay chân song trọng công năng thành viên, đối các người rất trọng yếu sao? Từ dương hừ cười một tiếng, vỗ vỗ tay đứng dậy, không cần cho ta tẩy não, liền ngươi điểm kia tính toán nhỏ nhặt, đối với ta hai người đến nói, vẻn vẹn chỉ là một bữa ăn sáng. Đế hồn chiến đấu đoàn chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, hiện tại liền theo chúng ta đi thôi, trực tiếp dẫn đường. Thông thiên mãn nghe được từ dương, là thật một mặt ngây ngốc, dẫn đường. Mang cái gì đường, ngươi đều không có nói cho ta ngươi muốn đi đâu đương nhiên là đế hồn chiến đấu đoàn nha ta người này làm việc không thích lề mà lề mề đã ngươi đã có mục tiêu rõ rệt vậy liền trực tiếp lên đường đi còn chờ cái gì đại xà thậm chí không thể tin vào tai của mình chỉ bằng hai người các ngươi cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới tiến về đế hồn chiến đấu đoàn không phải tại khôi hài a à? phải biết toàn bộ đế hồn chiến đấu đoàn nắm trong tay mấy ngàn con linh tu chiến đội coi như hai ngươi thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời ứng đối lấy ngàn mà tính linh tu đoàn đội. Tây vực cùng cái khác mấy đại vực hoàn toàn khác biệt, ở đây, không có bất kỳ cái gì một cái cường đại tu sĩ chọn đơn độc hành động. Bất luận là làm nhiệm vụ vẫn là bình thường quá sinh hoạt, đều là tiểu đội thành viên cùng tiến tới, mà đoàn đội lực lượng tuyệt không phải mỗi một cái thành viên cá thể số lượng đơn thuần chồng chất lên nhau đơn giản như vậy. Chương 929, Tổ kiến chiến đội Nâng một cái đơn giản ví dụ, một cái phối hợp ăn ý chất lượng tốt đoàn đội, thậm chí có thể đánh giết vượt hai cái cấp bậc thực lực linh tu cường giả, đủ để nhìn ra có được một cái cường đại chiến đội, đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Hai người các ngươi hiện tại nhất cần phải làm là tổ kiến một đoàn đội, đồng thời coi đây là đơn vị, tại Tây Vực khai hỏa tên tuổi của mình, đây mới là các người chuyện nên làm nhất. Từ dương không quan trọng gian tay ra, ngươi cứ tự nhiên, dù sao đế hồn chiến đấu đoàn truy sát chính là ngươi lại không phải chúng ta, đã ngươi đều không nóng nảy, ta hai người làm gì nóng vội đâu. Tóm lại là đến nơi này xông xáo. Đã ngươi không vội mà hướng đế hồn chiến đấu đoàn khởi xướng báo thù, vậy chúng ta trước hết tìm một cái điểm dừng chân, thật sinh an đối một phen rồi nói sao. a à đúng, ngươi có thể hay không hóa thân không người hình đâu, không phải ngươi cái dạng này đi tới chỗ nào, đều sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Thông thiên mãn bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại ta, chỉ là lam giai đỉnh phong thực lực trình độ, còn không có đột phá đến tử cấp, không cách nào huyễn hóa trưởng thành hình thái. Có được người trí thông minh cùng ngôn ngữ năng lực, cùng hóa thân thành chân chính nhân tộc là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh giới. Chẳng qua người mặc dù huyễn hóa không thành, thế nhưng là ta lại có thể vẽ thành bách thú dáng vẽ. Vừa mới nói xong, đại xà thân xác hình dáng cấp tốc phát sinh thay đổi, rất nhanh liền biến thành một con màu tím đen nhỏ tinh tinh. Phốc ha ha ha. Từ dương cùng Linh Giao nhìn nhau, thấy cảnh này đều là nhịn không được ha ha phá lên cười. Bởi vì cái này huyễn hóa thành nhỏ tinh tinh bộ dáng đại xà, thế mà cùng thái sơn lão gia hỏa kia cực kỳ tương tự, quả thực tựa như là phụ tử đồng dạng. Nếu như thuận lợi, qua một đoạn thời gian chúng ta sẽ cho ngươi dẫn tiến một vị bạn mới, có lẽ hai người các ngươi là thất lạc nhiều năm phụ tử cũng khó nói. Đại xà nghe được từ dương lời này, rõ ràng là đang nhạo bán hắn, bày ra một bộ khịt mũi coi thường biểu lộ liền xem như thật đóng vai phụ thân nhân vật cũng nhất định là ta nhỏ tinh tinh chững chặt đàng hoàng giấu trong lòng hai tay tại ngực thật khó có thể tưởng tượng hắn gia hỏa này nhìn thấy ti tan thời điểm sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ tại từ dương an bài xuống nhỏ tinh tinh bởi vì hành động lực có hạn chỉ có thể cưỡi tại hổ răng kiếm trên thân vì thế hổ răng kiếm còn cùng từ dương phàn nàn hơn nửa ngày dù sao hổ răng kiếm cho tới bây giờ đều là lấy doanh châu đại lục thú hoàng thân phận tự cho mình là Bây giờ lại biến thành cái này thông thiên mãn tọa kỵ, ngược lại có mấy phần hổ xuống đồng bằng bị chó kinh ý tứ. Cũng không lâu lắm, cái này một hiếm thấy tổ hợp liền triệt để thoát ly linh thú đại xâm lâm, chân chính tiến vào mênh mông tây vực biên giới thờ rô thành bang. Thông thành bang lệ thuộc vào Ma Long chiến đoàn thế lực dưới trướng, cùng Đế Hồn chiến đoàn chính là tử địch quan hệ, đồng thời tại Trôn thành vị trí, ngay tại Ma Long chiến đoàn cùng Đế Hồn chiến đoàn hai thế lực lớn biên giới. Bởi vậy cái này thôn thành tại hai thế lực lớn ở trong rất có uy vọng, cũng coi là ma long chiến đoàn thị lực phạm vi bên trong phồn hoa nhất một tòa hạch tâm pháo đài. Dù sao nơi này xem như toàn bộ ma long chiến đoàn môn hộ, bởi vậy cả tòa thành có được hết sức đặc thù hơn người một bậc chiến lược địa vị. Tiến vào cái này thành bang bên trong, từ dương cùng linh giao cũng là bị nho nhỏ chấn kinh một phen. Tòa thành này tràn ngập dị vực phong tình, đồng thời vãng lai trong thành những người này tuyệt đại đa số đều là thực lực không tệ linh tu, mọi người cơ bản đều là thành quần kết đội, có mình chiến đội đồng bạn, bởi vậy đi tới chỗ nào đều là mấy người cùng tiến tới. Tối thiểu chỉ một điểm này đến xem, thông thiên mãn cũng không hề nói dối, tổ kiến một cái chiến đội vẫn rất có cần thiết, đây cơ hồ trở thành đi lại tại Tây Vực tu luyện giới một loại nhãn hiệu. Lão bản đến một chén chanh nước, tạ ơn. Từ dương cùng Linh Giao đi vào bên đường một chỗ tiểu phiến, dự định nghỉ chân một chút, nghe ngóng một ít chuyện, lại không nghĩ rằng lọt vào cái này mập mạp lão bản lương bạch nhãn. Ngượng ngùng chúng ta nơi này đồ uống chỉ bán cho Linh Tu, không bán cho người bình thường. Từ dương cùng Linh Giao nghe lời này liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc nhan sắc, ta dựa vào, muốn hay không về phần dạng này, bán đồ cũng phải phân đủ loại khác biệt, nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Mập mạp lão bản lương một điểm không sợ, hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi một điểm linh lực đều không có, Căn bản chính là người bình thường càng thêm không có một cái ra dáng chiến đội, tại thôn thành loại địa phương này căn bản sẽ không đạt được vốn có tôn trọng. Các người hẳn là cũng rõ ràng, cái này thôn thành tại toàn bộ Ma Long chiến đoàn trong phạm vi thế lực mang ý nghĩa như thế nào tồn tại, nơi này chính là chiến tranh pháo đài, thường thường liền sẽ có chiến đoàn làm nhiệm vụ địa phương, người bình thường ở đây căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Bởi vì ở nơi này, 90% trở lên công việc đều là làm nhiệm vụ thông qua chiến đấu đến thể hiện giá trị của mình, các người loại này người bình thường căn bản không có đất dụng võ, làm sao đến tôn trọng có thể nói. Không thể không nói, cái này mập mạp bác gái lý luận, mặc dù có chút không công bằng, nhưng cái này đã trở thành toàn bộ thôn thành bang nội sinh tồn tại chỗ này người ở sâu trong nội tâm một loại chung nhận thức. Cũng không đủ thực lực cường đại ở loại địa phương này là sẽ không đạt được vốn có tôn trọng. Từ Dương Hoành cười một tiếng, thành đi, không uống liền không uống, Chẳng qua ngươi tốt nhất ghi nhớ ta hai người tướng mạo. Không được bao lâu ngươi sẽ mang ơn, cầu chúng ta uống ngươi đồ uống. Từ Dương vừa mới nói xong, lập tức mang theo Linh Dao đứng dậy rời đi, cũng tương tự càng thêm kiên định tổ hai người xây một chi chiến đội ý nghĩ. Lão đại, nghĩ không ra cái này thôn thành bang thật đúng là có thú, quả thực chính là chuyên thuộc về linh tu một tòa thành thị, xem ra ở nơi này chúng ta muốn thành lập nên chiến đội cũng không khó khăn, hẳn là có rất nhiều đầy đủ ưu tú linh tu ẩn hiện. Từ dương lại là lắc đầu, chân chính chất lượng tốt lãnh tụ chỉ sợ sớm đã bị cái khác chiến đội cướp đi, người ta muốn tổ kiến chiến đội, chỉ có thể tìm kiếm những cái kia còn không có trưởng thành lên tiềm lực. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể góp đủ sự tình, hết thảy đều còn muốn giảng duyên phận. Hắc hắc, thế nào? Kinh ngạc đi. Bởi vì cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà, hai người các ngươi tại địa phương khác lại thế nào trâu bò đi vào tây vực không có một con đoàn đội, các người làm cái gì đều mất linh nhỏ tinh tinh ngồi tại hổ răng kiếm lưng bên trên làm ra chế diễu động tác ôm bụng cười nửa ngày. Lại là bị từ dương một phát bắt được vận mệnh gáy, khỉ nhỏ. Hiện tại cũng nên ngươi phát huy tác dụng thời điểm, ngươi không phải có đảm lượng chế giễu chúng ta sao? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút như thế nào mới có thể trợ giúp ta hai người thành lập được một chi hoàn chỉnh chiến đội? Ti tan thông thiên mãn bất đắc dĩ nhận sợ. Đối từ dương loại này có thể động thủ tận lực không bức ép nhân vật, hắn là thật không có cách nào. Muốn tổ kiến chiến đội, đương nhiên phải đi thôn thành bang nổi danh nhất hoa hồng đen quán ba. Đi bên trong người đều biết, ở chỗ đó, tuyệt đối là tán tu thiên đường, mặc kệ ngươi là muốn có được cái gì tình báo, muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì, hoặc là tổ kiến một chi như thế nào chiến đội, chỉ cần cho ra đầy đủ giá cả, nhất định có thể có được hài lòng nhất trả lời chắc chắn. Chương 930, tiến vào thôn thành. Linh Giao tà mị cười một tiếng, sớm như vậy chẳng phải kết rồi. Càng muốn gặp da thịt nổi khổ, ngươi cái này tinh tinh thật là vô sĩ. Buông ra gia hỏa này vận mệnh sau cái cổ, tại thông thiên mãn dẫn đầu dưới, từ dương mấy người rất nhanh liền tới đến nhà này tên là Hoa Hồng Đen Quán Ba. Nghe cái này nhỏ tinh tinh lời nói bên trong nói, căn này Hoa Hồng Đen Quán Ba, nên tính là toàn bộ thành bang bên trong nguy cơ một chỗ không kỳ thị tán nhân địa phương. Nhưng mà để từ dương không nghĩ tới chính là, mấy người vừa mới bước vào cái này chín tám liền có mấy cái hoàng mau tiểu tử, không có hảo ý xông tới. Nguyên nhân có hai, một từ dương trên thân hai người đều không có linh lực ba động, bao quát bên người hổ răng kiếm cùng nhỏ tinh tinh cũng là như thế. Mà không có linh lực người, ở nơi này không hề nghi ngờ là phải bị xem như quả hồng mềm. Một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, linh giao tư sắc quá mức xuất chúng. Là hỏi một cái người không có năng lực, dẫn dạng này một cái đỉnh cấp đại mỹ nữ xuất hiện tại quán ba dạng này nơi chốn hấp dẫn đến chung quanh những cái này tam giáo cửu lưu người ánh mắt cũng là chuyện rất bình thường hắc hắc cô nàng có hứng thú hay không đến ca ca chiến đội có thể miễn phí mời ngươi uống rượu đương nhiên nếu như ngươi muốn uống điểm những thứ khác lời nói cũng là không có vấn đề nha các ca ca nhất định sẽ đối ngươi rất tốt mấy cái màu tóc rất quan vinh xinh đẹp mau đầu tiểu tử một mặt cười xấu xa lấy nhìn về phía linh dao nhưng mà nha đầu này cho ra đáp lại, vẻn vẹn chỉ là một đạo băng lãnh mà không ngừng ánh mắt, căn bản không cần nàng tự mình ra tay, từ dương chỉ nhẹ nhàng đánh cái vang, chỉ bên người khỉ nhỏ cùng hổ răng kiếm, hai người bên cạnh mảnh nhào tới. Muốn làm gì thì làm. Từ dương nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, hổ răng kiếm cùng hắn tâm hữu linh tê, tự nhiên minh bạch từ dương lời nói ở giữa hàm nghĩa. Không có không lâu sau, hổ răng kiếm liền đem trước mắt mấy cái này không biết trời cao đất rộng hoàng mau thôn vệ sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề này, không khỏi quá mức bá đạo chút. Quả nhiên, tại hổ răng kiếm đem mấy tên này hoàn toàn sau khi thôn phệ, trong quán rượu bên cạnh còn lại mấy cái hoàng mau đồng dạng cũng là vừa mới ba cái kia không bị trói buộc thiếu niên cùng một trận chiến đội linh tu nhau nhau xông tới, bộ mặt tức giận. Không chút do dự đối từ dương mấy người quả quyết ra tay. Vương bác đảng, lại dám giết ta chiến đội huynh đệ, hôm nay ta muốn đào gia các của các ngươi trước mắt cái này tức sùi bọc mép người trẻ tuổi, hiển nhiên chính là vừa mới mấy cái kia không bị trói buộc thiếu niên chiến đội đầu mục. Chỉ trong tích tắc, gia hỏa này đồ đằng còn không có phóng xuất ra, từ dương liền hóa thành một luồng ánh sáng, đi vào người này trước mặt một tay lấy hắn đá ở giữa không trung. Nguyên thủy lực lượng khí tức, lại không có chút nào âm thanh tại từ dương trong lòng bàn tay phi tốc chạy khắp, không có không lâu sau, liền đem cái này chiến đội đội trưởng trong cơ thể kỳ kinh bát mạch hoàn toàn cắt đứt phải vỡ nát chỉ thấy gia hỏa này nguyên bản màu vàng nhạt linh quang điên cuồng tiết ra ngoài, vô cùng cường đại linh lực bản nguyên, cứ như vậy như là bị đâm thủng khí cầu một loại vài phút liền quể oải xuống dưới. Bọn tiểu nhị, thích xem náo nhiệt, không ngại xích lại gần một điểm, ta không ngại các người đến chia cắt mấy cái này phế vật trên người cuối cùng giá trị, đem mấy cái này chiến đội trong khoảnh khắc chia cắt thành hư vô. Bọn hắn tu luyện mấy chục năm để dành đến hoàn cấp linh lực bản nguyên, trong khoảnh khắc, cũng chỉ còn lại có mấy cổ lạnh lẽo bạch cốt. Để từ dương có chút khế bờ sợ là, cái này hoa hồng đen trong quán rượu sinh xảy ra lớn như vậy một vụ án, thế mà vài phút liền bị người dọn dẹp sạch sẽ, trong quán rượu dường như chuyên môn có mấy nhánh chiến đội hộ vệ phụ trách thanh lý loại này xung đột tình cảnh. Ồ, xem ra hôm nay trong tiệm đến hai cái quý khách nha. Cắt, mở hai bình thượng hạng brandy, ta muốn mời vị này hai vị bằng hữu uống rượu. Mở miệng người này ngồi ở trên quầy bar là một người xuyên lộng lẫy trường bào nam tử trung niên trong tay ngậm một cây xì gà, tay phải đang loay hoay một loại mười phần hi hữu thẻ bài, nhìn qua mười phần hài lòng bộ dáng. Từ Dương hai người tuyệt không cứ vậy rời đi, khí định thần nhàn đi vào đi đài bên cạnh ngồi xuống. Toàn bộ quán ba rất nhanh liền lại khôi phục trước đó huyên náo trật tự, lại không có người để ý, cái kia cũng không biết trời cao đất rộng trực tiếp bị tại chỗ nghiền ép chiến đội linh tu. Nơi khác đến a, nhìn các người cái bộ dáng này liền biết là thâm tàn bất lộ cường giả chẳng qua các người dường như cũng không phải là tu luyện năng lực thể hệ người đi vào cái này trôn thành bang ở trong khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng nam tử trung niên dường như rất khách khí chủ động cho từ dương cùng linh dao rót rượu nhẹ nhàng cùng hai người đụng đụng cái chén không dối gạt huynh đệ hai chúng ta lại tới đây cũng muốn tổ kiến một cái mình chiến đội hy vọng có thể vì chinh chiến đế hồn chiến đoàn cống hiến ra một phần lực lượng của mình trung niên nhân nghe lời này lập tức hứng thú ha 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 Ta ở đây đã đợi trọn vẹn 3 năm, chính là nghĩ tổ kiến một con đủ cường đại chiến đội, hơn nữa là một con có một phong cách riêng đặc thù chiến đội, đánh vỡ toàn bộ tây vực linh lực hệ thống tu luyện sẵn có hình thức. Không biết ta có không có gia nhập hai vị đội ngũ tư cách. Từ Dương Thờ ơ nở nụ cười, ta tìm đồng đội xưa nay không nhìn thực lực, bởi vì coi như đội hữu của ta thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn ta, bởi vậy ta chọn lựa đồng đội điều kiện duy nhất chính là người này nhất định phải thú vị, muốn có một phong cách riêng từ dương cười, nhẹ nhàng nâng lên chén rượu trong tay, cùng trước mắt trung niên nhân lần nữa đụng đụng. Ba người đàm tiếu thật vui, rất có mới quen đã thân cảm giác, liên tiếp uống mười mấy bình toàn bộ hoa hồng đen quán ba tốt nhất Brandy, chỉ là rượu tiền cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Ta nói, các người hai gia hỏa này cũng rất có thể uống, ta muốn đi trước thuận tiện một chút, trở về chúng ta lại tiếp tục nâng cốc ngôn hoang, hôm nay nhất định không say không về. Trung niên nhân nói, rất nhanh rời đi đi đài. Nhưng mà lần chờ này chính là trọn vẹn nửa canh giờ, chờ đến lại cũng không là người trung niên kia, mà là hai cái cầm thực đơn nhân viên phục vụ. Không có ý tứ tiên sinh, mời trước kết xuống trướng, hết thảy 5.000 kim tệ. Từ dương cùng Linh giao liếc nhau một cái, chúng ta còn không có uống xong, kết cái gì trướng. Còn có bằng hữu không có trở về đâu. Thật tình không biết hai nhân khẩu túi ở trong căn bản không có kim tệ, bọn hắn đều là từ ngoại vực mà đến, nơi nào có thể sẽ có được tây vực chuyên môn tiền tệ. Các người chỉ bằng hữu, nên không phải là Lister tên kia a. Tiểu nhị, hai người các ngươi hẳn là bị lừa gạt, tên kia dùng đồng dạng biện pháp đã lừa gạt mấy chục người, hắn mỗi lần đều sẽ tới nơi này lừa gạt trụ Cho nên hiện tại cái này một đơn tiền thưởng vẫn là muốn hai người các ngươi để đài thọ. Từ dương bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, thành thị sáo lộ sâu, ta nhìn ta vẫn là về nông thôn đi thôi. Nói, từ dương đứng dậy nhẹ nhàng kéo Linh Giao tay, cứ như vậy nên ngang hướng lấy quán ba bên ngoài đi đến. Nào có thế đoán được, gần như cùng trong nháy mắt này, hoa hồng đen quán ba chuyên môn hộ vệ chiến đoàn lập tức ra tay, trọn vẹn chính cái tuấn lãng tuổi trẻ nhân viên phục vụ đồng thời chui ra, đem từ dương hai người cùng cái này một con tinh tinh một đầu mảnh hổ bao quanh vây lại.